đến cái lần nắm tay đầu tiên á thì em cảm giác mình đang nắm tay một cái khu gỗ. Ngồi đấy em chạy xe máy này. Bạn ngồi sau ạ. Đúng đây tốt luôn á. Đưa tay anh nắm cái nào. Đưa. Rồi. Ôm anh đi nè. Ôm. Có thật không Thảo? Có thật chứ trời. Nhưng mà con robot. Sợ chuột không chị? Hết rồi. Sợ chuột mà ví dụ em ngồi trên xe lỡ cái con chuột từ từ ở ở dưới cống mà nó nhảy lên là đạp chiếc xe em ngồi đó lật ngửa luôn. Em lật ngửa xuống luôn. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Mời hai vợ chồng cô Bách giới thiệu về về mình. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào khán giả trường quay cũng như khán giả truyền hình. Mình tên là Thanh Thảo. 18 tuổi. 18 tuổi cách đây chắc cũng gần 20 năm. Wow. Công việc của Thảo hiện tại là gì? Dạ em đang làm hoạt động là em kinh doanh nhà hàng ạ. Dạ. Rồi, mời bạn. Xin chào anh chị. Xin chào quý vị. Em là Hoàng Bách, cưới vợ được 12 năm, làm bố được 11 năm, làm ca sĩ được gần 20 năm, 17, 18 năm. Đã bắt nhiêu xuân xanh rồi nè? Dạ, 39. Nói chung tầm U40. Dạ. Cái chuyện tình cảm của các bạn bắt đầu như thế nào? Lần đầu tiên mà tụi em gặp nhau là hồi đó Thảo còn làm người mẫu. Thì em làm ca sĩ, lúc đấy thì cuối năm 2003. Thì các chị cũng nhớ là 2003 là Việt Nam mình đăng cai SEA Games 22 lần đầu tiên. Hầu như tất cả ca sĩ và đặc biệt là ca sĩ và người mẫu thì là tham gia diễu hành. Làm một cái show chung ở nhà thi đấu Phú Thọ. Lúc đó em còn đang học đại học thì cũng có tập thể đi làm người mẫu bán chuyên nghiệp thôi. Thì trong cái SEA Games đó thì tại vì quy động rất là đông, người mẫu hạng A, hạng B, hạng C là đầy đủ hết. Cho nên là cũng làm chung một show với anh Bách. Nhưng mà chị hỏi nè, có nghĩa là em phát hiện ra Thảo trước đúng không? Em nhìn thấy em bạn tia trước đúng không? Em tia, mắt em hay tia. Mà sao em hay quá vậy? Tại vì trong bao nhiêu người mẫu như vậy mà thấy em tia đúng vợ em. Thực ra là cứ thấy đẹp đẹp thì em tia thôi. Không, theo như lời anh nói với em á, anh lên chương trình vậy thì anh nói đẹp đẹp. Nhưng mà anh bảo là trong nguyên dàn người mẫu tự nhiên nhìn đúng mặt nhỏ quê thì quê, lúa thì lúa, ở đâu ra đúng hai lúa. Nếu như là để ý à, mà em là gốc ở Sài Gòn hay là ở dạ tỉnh? Không, em là Đồng Tháp đúng lúa luôn anh. Cho nên lên vẫn còn phèn đúng dạ không? Đúng rồi, đúng rồi. Thì trong cái mắt nhìn của em về cái cô gái này á là một cô người mẫu rất là lạ so với các cô người mẫu khác. Đi qua mặt mình mà mắt nhìn rất là thẳng, mà lại có cái nét gì đó hơi ngây thơ ở trong đó. Vừa cảm giác rất là trải đời, vừa cảm giác rất ngây thơ. Nên là tự nhiên em bị cuốn vào rồi để đó thôi. Nhưng mà Thảo có để ý gì tới anh này không? Dạ không, tại không phải gu của em. Ông này hồi xưa hả, công tử lắm chị. Công tử mà tóc bồng bồng kiểu anh đang trường hồi xưa á, không phải gu em. Em bảo là sớm nên là em không có để ý tới. Nhưng mà hồi xưa là má dặn là không có yêu trai Bắc, không có quen với lại bạn trai gì trong giới nghệ sĩ. Đã dặn rồi thì ảnh không có trong tầm ngắm là của em luôn. Dạ. Có phải Bách là người chủ động nhắn tin hẹn hò được không? Dạ có. Hồi đó cũng chẳng có cái gì khác ngoài nhắn tin cả. Mà ACNM tụi em từ khi mới thành lập là đã trải qua 1-2 năm đầu là có đi diễn vào Tết. Nhưng mà từ cái năm đó là hầu như không diễn vào Tết nữa. Thì nằm nhà chẳng biết làm gì cả. Thì bắt đầu lôi ra những cái số XXX nào đó mình cứ nhắn hết. Thính mình quăng thôi. Mình cứ thả thôi. Em nói với vợ em luôn là từ đầu em đến cái cảm giác đó là không phải là nghiêm túc. Nhưng mà cái đợt rải thính đó thì là Thảo có dính không? Em nói thiệt thì em cũng đang nằm nhà em rảnh mà em cũng quăng lại thôi. Cho nên em thực sự là đến bây giờ cái tin nhắn đầu tiên mà nhắn gì em cũng không biết là nhắn cái gì luôn. Sau Tết em mới quê lên thì gặp nhau lần đầu. Mà anh muốn hỏi em này là trong cái thời gian đó thì là em đã có quen ai chưa? Dạ chưa. Em mới lên bắt đầu lên Sài Gòn học luôn mà anh chưa 21 tuổi. Dạ, chưa từng yêu ai cả. Dạ, đúng trai nước suối tinh khiết luôn là em hốt không trai phèn chưa lọc. Không trai phèn chưa lọc. Với cái cô, một cái cô cũng lần đầu tiên yêu này, khi cô nói lần với em là lần đầu tiên đi chơi một chàng trai thì em khủng hoảng luôn. Rối luôn, rất là khó. Em rồi em nghĩ là các bạn này làm người mẫu rồi, lúc gặp em rất là trông mặc đồ rất là sexy, rất là sành điệu. Nhưng mà nói chuyện hồi ra thì ngơ không biết một cái gì cả. Em có biết miền Nam á, người ta có cái chữ lóng phèn á, em biết không? Dạ, bây giờ em biết rồi. Em biết chưa, tức là một cái luôn vậy, nước phèn không? Cái con cục phèn bự vậy nè, cái em cầm em cứ quậy quậy vậy nè, quậy một lúc cái nước nó trong vậy đó. Thì cái lần quậy đầu tiên, ví dụ là nắm tay lần, ví dụ vậy. Bây giờ em nói cho mọi người biết đi, em lóng phèn bà này sao? Đến cái lần nắm tay đầu tiên á,
thì em cảm giác mình đang nắm tay một cái khu gỗ. Ngồi đấy em chạy xe máy này. Bạn ngồi sau ạ? Đúng đây tốt luôn á. Đưa tay anh nắm thế nào? Đưa. Rồi. Ôm anh đi nè. Ôm. Có thật không? Thảo. Thật chứ trời. Như một con robot. Đi từ trong hẻm ra, em đậu ở ngoài đầu hẻm. Đi ra đi này. Em chưa bao giờ em thấy một cái cô gái tại sao lại như vậy mà đến giờ em cũng không hiểu tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy. Có nghĩa là em vừa đi em vừa suy nghĩ, em vừa sợ sao? Cái mặt không có biến sắc. Không, em không sợ. Tại vì em có thói quen em đi em không có nhìn ngang nhìn ngửa. Rồi cái vụ mà không không thể hiện cảm xúc nhiều. Rồi ôm anh là em là em cứ làm theo theo hiệu lệnh vậy đó hả? Có cảm xúc không? Thực ra là em thích ảnh chứ không phải là không thích. Tức là thích thì mà là mấy đi chơi riêng. Nhưng mà cái vấn đề là những cái đó mình không có chủ động, mình vẫn thấy cảm giác ngại ngại, anh không biết cách thể hiện. Rồi em có chỉ không? Chỉ. Rồi đến bao lâu thì mới nhuần nhuyễn? Nhanh lắm. Học sinh này xuất sắc, bạn này bạn rất thông minh. Tụi em mới quen nhau 1-2 tháng là em đã dắt bạn đi khắp nơi Việt Nam, em diễn ở đâu em dắt đi hết. Là cái chuyện ngủ chung với nhau là cũng bình thường, nhưng mà em nói với Thảo luôn là anh sẽ không biến em thành đàn bà. Cho anh 1 năm đi. Cái lần đầu tiên của em nó phải xứng đáng. Và anh nghĩ là bây giờ cái tình cảm của anh nó chưa xứng đáng để cái chuyện đó xảy ra. Vậy thì đến bao lâu thì... 1 năm tròn. Sao 1 năm? Quá hay, 1 năm nó giữ được 1 năm là quá hay luôn. Thiệt, nó nghiêm túc luôn. Tại vì sao? Đã nắm tay nhau đi khắp thế gian ngay ngay lúc mà yêu nhau mà giữ được như vậy thì phải nói là không. Đến giờ này em nghĩ em hay mà em không biết làm sao, không biết làm sao em sống được qua 1 năm đấy. Anh kể cho bạn anh nghe bảo nó thằng này bị điên rồi. Bạn em thì mấy thằng bạn, mấy thằng con trai bạn em nó biết em từ cái lúc mà em chưa dậy thì cơ. Biết nhau quá rồi. Lương kể ra nó bảo mày nói phét. Mà chị hỏi Thảo nè, sau 1 năm đó, cái đêm đó thực ra đúng là cái đêm tân hôn á, thực sự đúng nghĩa luôn, đúng không? Thì cái đêm đó là có đúng như lời ảnh nói với em là xứng đáng không? Dạ đúng rồi. Đó, mình cảm giác là bạn biết vậy có bồ sớm hơn rồi. Giống như hai cái mảnh ghép tìm đúng, rồi, nhau. Đúng rồi, đúng rồi. Trước đó thì em toàn dụ cô trốn qua nhà em ngủ không mà. Tại vì thực ra là không muốn xa nhau một phút nào cả. Cả em, cả bạn này đều rất mau chán. Với tất cả mọi thứ đồ đạc của mình, ví dụ xe đi 1 năm, 2 năm là bắt đầu phải đổi thôi, mặc dù nó không vấn đề gì cả, cũng phải đổi thôi. Nhà cưới nhau giờ này là 12 năm ở chắc trên chục căn nhà, bởi vì chán. Nhưng mà chỉ có điều là nhìn mặt nhau không thấy chán. Thì nghĩa là sau khi tụi em bắt đầu bập vào nhau đến cái ngày đầu, từ ngày đầu tiên á, cho đến giờ này là nếu mà tính ra là 15 năm không có công việc đi xa hay là phải đi nước ngoài hay gì đó, thì tụi em dính với nhau như sàm đến giờ này luôn. Không muốn làm việc gì cũng muốn làm chung. Như vậy có nghĩa là hai bạn sau khi lấy nhau rồi là chắc là không có tật xấu đúng không? Có. 12 năm. Cái này em nghĩ là xấu này chắc là tất cả các chị em phụ nữ đều phải chịu đựng mấy ông chồng của mình đó. Đó là bừa bãi, bừa đến mức mà khó chịu luôn á chị. Lần đầu tiên ảnh dẫn em về nhà ảnh và bước lên cái phòng của ảnh. Trời ơi, em thiệt, em muốn xỉu luôn á. Bước lên cái phòng á, bụi lúc từ trên xuống dưới, đồ dục lung tung. Có một cái tủ vải hồi xưa chị đựng đồ vét mà còn rách te tua nữa. Trời lên phát thất vọng luôn đó. Cái phòng còn không có máy lạnh nữa chị. Chỉ có một cái máy quạt nhỏ xíu cũ xì. Xong rồi em mua tivi, mua máy quạt. Em bắt, em đâu mua tiền em đâu chị, em khôn lắm. Em bắt là làm xong phải trích ra, mua cái này, sắm cái kia. Mọi thứ gọn gàng sạch sẽ lại. Mà bây giờ có cải thiện không? Có cải thiện. Bị cằn nhằn nhiều quá đó chị. Cái xong là mỗi lần mà vợ đi đâu về là tự động chạy dẹp 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 cho gọn. Dạ, dẹp cho gọn lại. Dẹp cho bà dễ chịu. Rồi có gì nữa? Chỉ mê vợ mê con thôi đúng không? Dạ không, mê gái nữa. Gái gì ông nào phải không? Đúng rồi, ông em nghĩ gái ông nào ông mê. Nhưng mà mê gái thì sao cho kín kín chị hiểu không? Đừng có mê gái kiểu vô duyên. Năm đầu tiên quen em hả, chở bồ chạy ngoài đường mà gặp cô gái, gặp cô nào sexy á, trời ơi, nhìn muốn đụng xe luôn á. Tại vì hồi đó người ta cái đồn MBD. Em phải chứng tỏ cho bạn gái em thấy lúc đó là anh men cỡ nào. Anh nhìn cô gái đó chứ không phải nhìn thằng bạn trai của cô gái đó đâu. Em trị cái tật mê gái của ổng bằng cách nào? Em tức lắm, mê nào em tức lắm, em khó chịu lắm. Nhưng mà càng lúc em càng nghĩ là mình nghĩ ra cái cách để cho ổng không làm mình khó chịu bằng cái tật mê gái nữa. Em thấy gái đẹp em tự chỉ trước. Đàn ông á chị, cái kiểu mà thích lén lén lúc lúc á, thì kiểu như là rất là kiểu tự sướng á, thì rất là sướng. Nhưng mà một khi mà vợ mình thành một cái thằng bạn luôn, xong á, em tia em thấy gái đẹp trước, em nói, chập, kìa. Ê, nhỏ đẹp quá. Đúng rồi, đúng rồi. Em nói, ê, đẹp quá kìa, chỉ riết chị, chỉ riết kiểu mà đàn ông mình ngồi lúc bách.
chán không thích nữa, tại nên bây giờ là hết cái tật mê gái chưa? Em nghĩ chắc cũng còn là sao hết được. Còn, đúng tức không? Là cái bệnh đó gọi là bệnh nan y rồi, không hết được đâu anh, mà em nghĩ là nó giảm dần hoặc dạ. là giấu kín kín đi như thế nào đó, kiểu là kiểu bây giờ điềm đạm hơn. Còn mê cái gì hơn hơn mê vợ? Mê đá bóng. Bóng đá đúng mê bóng không? Đó, cái gì cũng chiều vợ, cái gì cũng chiều con, cái gì cũng ok hết, riêng mà đụng tới đá bóng, đụng tới giờ đá bóng là vứt hết. Chị có tin không, một ngày ảnh chở em đi lấy kết quả kiểm tra tổng quát thôi mà bị kẹt xe, vứt em xuống đường luôn. Bây giờ em xuống em đi bộ đi, bây giờ tới giờ đá bóng anh rồi, tới giờ đá bóng mà anh không có trễ được. Ủa xong hỏi là anh đá bóng bao nhiêu, anh đá bóng là 1 tiếng rưỡi. 1 tiếng rưỡi thì anh vô hiệp 2 đi, anh chở em vòng đi, tự nhiên nắng chang chang, giục em xuống. Trong năn nỉ không được, không được, vợ em xuống em đi bộ đi, em xuống đi bộ đi, anh tới giờ đá bóng rồi, là có thể vứt tất cả mọi nơi mà khi mà đụng tới giờ, hoặc là nhờ cái gì bình thường cũng được, tới giờ ngồi coi đá bóng MU hay là Việt Nam gì là không làm một cái gì hết. Bây giờ ngoài cái đó ra còn tật gì nữa không? Sợ chuột. Hết rồi. Đồng cảm. Sợ chuột không chị? Hết rồi. Sợ chuột mà ví dụ em ngồi trên xe lỡ cái con chuột từ ở dưới cống mà nó nhảy lên là đạp chiếc xe, em ngồi đó lật ngửa luôn. Em lật ngửa xuống luôn. Anh về quê em anh ăn chuột cho em thấy là gì nữa. Như là đàn ông gì mà thấy chuột còn gọi vợ không à? Vợ chuột à, rất là sợ. Mà em có sợ chuột không? Dạ không, em là sinh ra ở xứ chuột mà. Dạ đúng rồi, em không có sợ chuột luôn đó. Dạ. Dạ. Chị cũng sợ chuột lắm, chị sợ lắm. Rồi tới em nó bắt nhiều lắm nhưng mà không, thôi, giờ mình lỡ trao thân gửi phận rồi thì mình chịu thôi. Trước đây á cái gì cũng phải dạy và có cái tính tự tôn cao lắm, hai đứa đều tính tự tôn cao nên cãi nhau hoài. Đầu tiên là người Bắc thì rất là quan trọng chuyện lời ăn tiếng nói, thì bạn này thì bạn lại người miền Tây. Rất là đơn giản nên là tụi em hay cãi nhau về chuyện đó rất là nhiều và em hay sửa, thì đôi khi bạn hay khó chịu, đôi khi nạt lại em nữa, nhưng mà nạt xong là sau đó lại từ tự thay đổi. Nhưng có cái tật là em ghét nhất là cãi, hay cãi, nghĩa là đúng sai thì chưa biết cứ phải cãi đó. Em lại bị một cái bệnh là đúng mà sai phải là sai. Ok, kể cả là anh sẽ sửa cho em cái lỗi đấy, anh sẽ đi anh làm cái việc đấy, nhưng em phải thừa nhận là em sai đã. Đôi khi em hơi bị nguyên tắc, hơi bị cứng nhắc cái chuyện đó. Nhưng mà Thảo thì lại đối với mọi người thì rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Nhưng mà đối với em thì đôi khi lại bị cương ngược lại. Và đến tận giờ này luôn, vẫn đôi khi vẫn trục trặc cãi nhau vì những cái chuyện là ông không chịu thừa nhận cái lỗi của mình trước. Có lãng mạn không? Không. Bạn có thể là một người rất lãng mạn trong đầu nhưng không bao giờ thể hiện tình cảm ra ngoài. Nghĩa là ngày giờ quen nhau, yêu nhau, kỷ niệm cái gì là toàn là em nhớ. Cái đó người ta bác sĩ người ta khẳng định là em bị bệnh hay quên rồi mà. Rồi trong cái chuyện vợ chồng thì sao? Nói chung là nếu mà chủ động được hơn nữa thì tốt hơn. Nếu nói là trên thang điểm 10 điểm thì bây giờ cũng được 8 điểm rồi. Nghĩa là rất là tốt rồi. Nhưng em biết là cái tiềm năng của bạn ấy rất là hơn là như vậy tốt. Nữa dạ. Nhưng mà vẫn chưa chịu khai thác. Nhưng mà không, càng ngày càng tốt rồi. Em nghĩ là, như là vậy được sắp rồi. Lên làm giáo sư được rồi. Rồi bây giờ em mong muốn Thảo thay đổi điều gì? Em nghĩ bây giờ nhất là trong những cái năm nay này, có rất là nhiều vấn đề về cuộc sống nó xảy ra đối với hai vợ chồng. Càng xảy ra thì em mới càng thấy là cái người thay đổi cần thay đổi nhiều nhất là em, không phải Thảo. Hóa ra là phía sau cái cô gái đó, đúng như cái điều em đã kỳ vọng, thì cô này cô mạnh mẽ hơn em. Cô cứng cỏi hơn em, cứng từ bên trong hơn em. Bởi vì em sống quá ý chí, quá lý trí, thành ra khi em mà gãy, em mà gục ngã thì em ngã rất là đau, rất là nặng. Còn bạn ấy như cỏ cây, bạn rất là tự nhiên, cho nên là cái sức sống lại mạnh hơn em. Và em mới hiểu là cái người mà cần thư giãn hơn, cần sống một cách thoải mái, đơn giản hơn để cho cuộc đời mình đơn giản thì là em. Cuối cùng là em phải học ngược lại cô, chứ không phải là cô nên học em. Nhưng mà thực ra sau 12 năm, 3 năm quen nhau và 12 năm kết hôn với nhau thì bọn em nghĩ là không phải cố gắng để thay đổi tính cách đối phương, không nên cố gắng. Khi mà mình phù hợp đã, tức là khi hai bánh răng tìm nhau phù hợp rồi á, sau khi sống á, mình chịu khó, mình thích, mình không thích, mình trao đổi, mình chia sẻ với nhau, không cố gắng sửa cá tính của nhau. Bởi vì chị cũng biết là người ta bảo là sinh con trời sinh tính á, mỗi người có một cái cá tính, và vợ chồng mình tìm cái cách cố gắng mình thích nghi được với nhau. Người ta được sống với cá tính của người ta mới là điều hạnh phúc. Nên em nghĩ là hai vợ chồng em không có cố gắng thay đổi nhau mà tìm cách cho phù hợp với nhau. Mọi người hay nói là
ở nhau 12 năm rồi mà lúc nào cũng quấn quýt với nhau, chuyện gì cũng share được với nhau. Bây giờ vợ chồng em như là hai người bạn, tại vì share được với nhau nhiều thứ. Thật ra chị rất đồng quan điểm với em, chị cũng thích như vậy đó. Mà đối với cặp đôi của tụi em á, thì thông qua cái chương trình này rõ ràng là khán giả sẽ cảm nhận và sẽ rút ra được rất nhiều điều từ cái cặp đôi này. Có một cái điều là cuộc sống của vợ chồng em nó hơi giống với cái cuộc sống của vợ chồng chị. Và chị cũng giống như Thảo và anh Tuấn Anh cũng giống như Bách vậy đó. Cuối cùng thì là thực sự là các bạn có sửa chứ không phải là các bạn không sửa đâu. Nhưng mà nó là xuất phát từ trái tim. Đúng. Có nghĩa là vì mình yêu chồng mình quá mà mình sửa, hoặc là vì mình yêu vợ mình quá mà mình sửa lúc nào mình không biết. Đúng. Chứ không phải là mình vì cổ muốn như vậy mà tôi sửa, hoặc là vì ảnh muốn như vậy mà tôi sửa, không phải vậy. Dạ đúng rồi. Thay mặt chương trình thì rất cảm ơn vợ chồng em đã đến đây để chia sẻ và hy vọng rằng là hai em sẽ mãi mãi như thế này, sẽ tự hoàn thiện và sẽ mãi mãi là cặp nắm tay nhau đi khắp thế gian, đi suốt cuộc đời. Dạ cảm ơn anh chị. Em tên là Phạm Lương Thắng, em sinh năm 84, hiện tại thì 34 tuổi. Dạ em sinh ở Nha Trang, Khánh Hòa. Hiện tại thì em đang làm công việc là nhân viên văn phòng thôi ạ. Em mà em trẻ so với tuổi em dữ lắm, em biết không? 34 đó đúng không? Nghe nè, em ở An Giang hả? Nhưng mà là ở Nha Trang. Nha Trang. Tưởng nhận bà con nha. An Giang không à. Nha Trang. Mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân, anh Phước Thuận ạ. Em tên là Ngô Thanh Tuyền. Năm nay em 30 tuổi, ở Nha Trang và đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tuyền và ông xã em là hai người cơ duyên nào gặp nhau? Sau khi em quen bạn trai cũ là cách đây 10 năm thì em không có muốn quen với lại các bạn khác giới nữa, tại vì cảm thấy 10 năm là nó đã quá dài rồi nên là không muốn tìm hiểu. Bố mẹ ở nhà thì cũng rất là sốt ruột, cũng buồn, cũng chia sẻ với lại một người bạn. Chú đó mới kêu là thôi để chú làm mai cho. Thì mẹ của anh Thắng đây thì thấy con trai mình cũng lớn tuổi rồi mà cũng không có ai để cặp kê hết thì cũng than phiền với chú. Chú nói chứ thế thì được rồi, để tôi làm mai cho. Tức là biết nhau là qua mai mối. Rồi lần đầu tiên các bạn gặp nhau thì như thế nào? Em có ấn tượng gì cô gái này không? Chú có dẫn đến nhà của vợ em á, ngồi nói chuyện thì lúc đó thì vợ em cũng bình thường lắm, nhìn không có gì gọi là đặc sắc hay gì đó. Không phải là gu của em luôn. Lúc đó em không có ấn tượng gì hết, nhưng mà lúc sau thì đi chơi nhiều rồi từ từ rồi mình sẽ có cái, nói chung là em lúc đó là muốn lập gia đình rồi. Cũng ý muốn là muốn vậy, mình cũng lớn tuổi rồi, mình muốn dừng chân rồi. Thì cứ từ từ rồi mình muốn ấy trước rồi mình tìm hiểu sau cũng được. Mà gặp cô này thì sao? Thì cũng... em thấy điều kiện là rất là hợp với mình, vì là cũng gần nhà, cũng cùng quê. Không có ấn tượng gì. Còn em thì sao? Bạn thì... Em thì thấy anh này thì rất là kỳ dị. Tại vì sau khi chung sống thì cũng cắt tóc cho ảnh rồi, thì ảnh đỡ hồi trước thì ảnh tóc ảnh giống như là phim kiếm hiệp, tóc rất là kỳ cục. Người nhà bố mẹ rồi cũng nói là xấu mặt thì sợ chứ xấu tóc thì mấy hồi đâu. Thì hai đứa cứ tìm hiểu nhau, đi chơi với nhau cho các bạn mùa xuân. Tụi em cũng đi chơi với nhau được năm mùng thì anh quay trở lại Sài Gòn làm việc, gần như là mất mối quan hệ luôn á. Có nghĩa là chỉ có nhắn tin hỏi thăm lơ nhau thôi. Khi mà em gặp bạn này á, là em có ý định là bây giờ phải tìm hiểu hay là bỏ cái quãng thời gian cô đơn của mình đi, tức là em có ý định đó không? Dạ không, em không có ý định gì hết, nhưng mà đến khi mà sau khi nhiều người nói, bố mẹ rồi nói, mọi người trong nhà thì nói, thì em mới nghĩ ra một ý định là thời điểm đó mình làm, mình cũng kinh tế nó cũng ổn định, hay là mình chơi cái trò là single mom. Thích làm single mom. Dạ thích là single mom. Anh này mặt tóc thì không có được ấn tượng lắm, nhưng mà nhìn thấy giống người cũng tốt, cao ráo. Có ý định liền. Dạ khoa học chứng minh rồi, em bé sinh ra thông minh là nhờ mẹ, vóc dáng là của cha. Thì em mới thôi bây giờ mình cứ dụ anh này đi, có một đứa con rồi thôi, mình đá cũng được không sao. Rồi dụ anh liền hả? Anh em có biết ý định của bạn này vậy không? Dạ không, mà đương nhiên không, biết luôn. Vậy là em dụ sao? Rồi em bây giờ cổ vũ em sao? Rủ đi chơi xong rồi có rủ đi uống bia chung nữa. Em thì tủ lượng kém lắm, em uống ít lắm, được có 2-3 chai thôi. Bây giờ xong có vụ đi đâu đó không? Không, thì lúc đó là để chủ yếu là để mình có nói ra được cái gì trong người mình, ví dụ như là có cái gì, điều gì giấu kín đó thì lúc say xỉn đó thì nó sẽ dễ bị bộc lộ ra. Dạ đúng rồi, lúc em say quá thì em mệt em ngủ thôi chứ em không có, mà cuối cùng là
vợ em uống nhiều hơn, xong cuối cùng là người nói nhiều là vợ em chứ không phải em. Mà nói nhiều nhưng mà bà có dụ không, em đi đâu không? Không, đây này, hỏi vợ đi, cái kế hoạch của em làm single mom dụ ảnh là cái kế hoạch như thế nào? Dạ thì lúc Tết đó thì từ mùng 2 cho tới mùng 7 thì cũng dụ đi nhiều chỗ lắm. Cũng dụ lên Đà Lạt, chở đi lên Đà Lạt, từ Nha Trang lên Đà Lạt chừng 2 tiếng rưỡi thôi. Thì chơi buổi sáng với buổi chiều đó anh chở về. Trong đêm tối vậy á, đêm mà đến nỗi em ngủ gục trên xe luôn. Nhưng mà anh cũng kêu phải đi về nhiều, rất 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 nhiều lần. Không chịu ở lại. Dạ, không chịu ở lại. Nếu ở lại là đêm đó chết vậy. Dạ đúng rồi. Em không đi đâu nữa, dụ đi. Dạ. Xong dụ vô khách sạn. Dạ không, khách sạn thì nó kỳ cục quá. Mình phải văn minh hơn. Khéo léo xíu. Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng không văn minh luôn. Là sao? Nghĩa là sau khi chia tay với anh thì cái chú là Mai á, chú cũng có tâm lắm, chú mới hỏi là ủa sao hai đứa tiến triển tới đâu rồi. Con kêu chứ dạ con thấy cũng hời hợt lắm. Xong chú mới nói một câu như thế này là thằng đấy nó tốt lắm, cố gắng mà giữ nó. Dạ, giữ mối quan hệ tốt đẹp anh em thôi cũng được. Thì cái có một đợt công tác của công ty á, là từ Nha Trang vô Sài Gòn thì em quyết định hẹn anh này tại khách sạn của em nghỉ luôn. Thì hỏi anh là anh chơi chán chưa, anh nói là anh chơi chán rồi, chưa anh có muốn có vợ không, anh nói là anh muốn có vợ rồi. Thôi bây giờ tụi mình làm quen nhau nha. Anh kêu ok, để anh về anh nói mẹ anh là đem trầu câu sang hỏi cưới em luôn. Là ngay lúc đó là xảy ra chuyện đó luôn. Là làm luôn. Dạ làm luôn. Nhưng mà có tin vui ngay không? Tức là dạ, cái lần đó là có được tin vui không? Dạ, nói chung là cái quá trình single mom là bị thất bại cho nên thất bại thảm hại luôn. Dạ, thất bại thảm hại luôn. Dạ. Là bây giờ thì em đã có chưa? Dạ chưa, có em bé. Các em cưới nhau bao lâu rồi? Dạ, cưới nhau được 2 năm rồi. Do là kế hoạch hay sao mà chưa có em bé? Dạ, chắc là chưa phải duyên. Thế tí là anh Bin sẽ chúc tụi em. Chúc xong là thế nào rồi, tụi em cũng có hàng hộ. Các em là sau đó là bao lâu thì mới cưới nhau? Bắt đầu từ lúc đó cho đến lúc cưới là 10 tháng. Là trong cái năm đó, tại vì năm em tuổi Thìn, anh tuổi Tý là cố gắng là trong năm thân. Là hợp để có em bé, để không cưới anh này cũng được nhưng mà em bé sẽ hợp với mẹ. Tính toán ghê không đó. Rồi sao, rồi bây giờ lấy nhau rồi sao, vui không? Lấy về thì cũng thấy có vẻ cũng hợp nhưng mà có một số điểm thì vẫn còn muốn là thay đổi nữa. Bây giờ là thôi vậy là coi như sẵn sàng ta tiến tới luôn cái vụ tật xấu kể luôn đi rồi mong thay đổi. Và thì nói chung là vợ thì xấu cũng có một số cái như là lo xa lắm, với lại hay mê tín nữa. Nghĩa là nói chung là vợ chồng mà đụng nhau mà cứ vào cái ngày mùng 1, mùng 2 thì là không được. Trời đúng nhau mà không có người né. Nhưng mà tới ông này xong rồi có con, đúng cái năm đó hợp với mình là mình cũng biết là cô này cô cũng mê tín cái nào rồi, đúng không? Coi như cô né ngày rằm đồ này, cái là né, có nghĩa là cái ngày lâm trận mà cũng né nữa, đúng không? Dạ. Kêu là gì nhưng mà cuối cùng là có cái ngày lâm trận mà đúng ngày mùng 1 luôn, không biết. Lúc đó vui quá, hai người vui quá cũng không biết luôn, quên luôn. Rồi tật xấu gì nữa? Hay càm ràm đó anh ơi, việc gì cũng muốn là làm ngay. Mình thì cứ từ từ, cứ nói hoài thì mình cũng khó chịu trong người nữa, cũng hay nhõng nhẽo lắm. Làm sai cái gì á không bao giờ là xin lỗi em liền, nó nhỏ nhẹ thì mới chịu, còn mà cứ mình cứ cương lên là cũng cương theo mình luôn. Ở nhà ai kiểu trên? Giờ em mà em thì nói chung em cũng là toàn là người xin lỗi trước hay là xuống nước trước thôi. Kèo tại dưới vì... có bị hay bị sai vặt, có hay bị dạ kêu... em sai vặt liên tục mà. Cứ ngồi chút thì cứ kêu anh lấy hũ muối, là anh lấy hũ đường rồi tiêu rồi ạ. Cứ ngồi xuống cái rồi đứng lên, ngồi xuống cái đứng lên liên tục vậy á thì em cũng khó chịu lắm. Rồi còn cái gì nữa không? Hiện tại thì như đó hả? À, nhõng nhẽo hay sai vặt. Đó, kèo trên đó, đúng không? Thế em đó kèo trên. Anh ấy có tật xấu gì? Làm biến lắm, ở dơ nữa, nói không biết nghe lời, nóng tính. Lúc mà kể cái là cái mặt đâm lại đó, nhìn là thấy kèo dưới đó mà. Ở dơ lắm, nói không biết nghe lời. Ví dụ như cái chuyện mà nói không biết nghe lời đó. Công việc của ảnh là chuyên làm về game nên thành ra mỗi lần có game mới hay là thì ảnh ngồi ảnh test game. Thì mỗi lần như vậy thì khó nhờ ảnh làm được cái chuyện gì lắm. Còn gì nữa? Tắm thì tắm rất là lâu. Làm gì chấm không tắm lâu vậy ông nội? Chơi game? Em không có, thường là có mấy ông chồng á là cứ ở trong toilet cả tiếng rửa đồng hồ, tưởng sao đem game đem đồ vô chơi giống á, chơi giống làm như nó cái thú vui á, nó có cái mùi làm như đánh thắng trận hay sao á. Rồi còn gì nữa không? Làm việc xong mà anh không có thích về nhà, anh thích ở trên công ty để kết nối tình anh em. đi nhậu đúng không? Ảnh thì ít nhậu lắm nhưng mà chơi bi lắc chung với lại mấy anh trên công ty, rồi test game, đói lắm rồi mới về nhà. Rồi em mong muốn chồng em thay đổi gì nè?
Dạ muốn là thay vì ngồi chơi như vậy thì kiếm việc gì làm cho có thu nhập hơn, để mai mốt có em bé rồi thì sẽ bớt lo về kinh tế. Với lại khi nào mà nhờ anh á mà anh không làm thì anh nói là anh bận để em không có nhờ nữa, thì không nhờ thì em sẽ không càm ràm. Anh không có nói thì nghĩ là anh chỉ ngồi chơi thôi. Và tới Thắng đó, Thắng mong Thắng muốn mặt buồn vậy? Em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Chung là có cái gì nói bình thường thôi chứ đừng có càm ràm rồi cứ nói trên đầu trên cổ thì mình cũng khó chịu lắm. Nói trên đầu trên cổ, nói trên đầu trên cổ là nói sao? Nặng lắm đó, nói trên đầu cổ nó nặng lắm đó. Ví dụ coi, thì ý là càm ràm mà nói kêu là anh không làm này rồi cái này cái kia nó nhiều lắm, nói liên tục vậy á thì mình nói chung lùng bùng lỗ tai luôn á. Đầu thì không tóc, của cái cổ thì bự như cổ trâu vậy đó. Đó, nói đầu cổ ta gì sống trên đầu cổ đó. Đó, giờ mong muốn thay đổi vậy thôi đúng không? Dạ. Đừng có nói trên đầu trên cổ nữa, lúc nào phải để cho ảnh thoải mái, à, thoải mái này kia nọ đó. Rồi á là gọi là bớt cầm ràm đi, đúng không? Về là mình phải sexy nè, mình phải đó, này, cái đó đó. Cái đó chưa thấy. Đây đêm nay, đêm nay. Thôi thì bây giờ anh chúc cho vợ chồng của Thắng với Tuyền ha. Yeah. Các em sẽ đón nhận một tin vui. Yeah. Không chỉ là một đứa mà là sinh đôi luôn. Rồi. Yeah. Được chưa? Báo tin nha, nhớ báo tin. Và quan trọng là vợ chồng luôn luôn yêu thương nhau, thấu hiểu nhau. Nhớ nha, nhớ nó nha. Hai em là mời em giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em là Nguyễn Thế Hiển, năm nay em 30 tuổi. Ừ. Dạ. Công việc hiện tại của em là bên mảng thiết kế và thi công nội thất. À, Hiển. À. Hiển ở quận mấy? À, dạ, tụi em ở bên quận 9 ạ. Quận 9. Rồi, mời vợ Hiển. À, dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Đoàn Thị Thúy. Năm nay thì em được 30 tuổi. Ừ. Và công việc của em hiện tại đang là điều hành một học viện về đào tạo livestream bán hàng. Ồ, hay quá. Học viện đó ở đâu vậy em? Quận 9 hả? Dạ, dạ học viện đó ở quận 3 ạ. Quận 3 à? Dạ, điện anh điện heo quận... anh học quá. Dạ. Cái gì cũng biết, không biết livestream bán hàng. Dạ. Livestream trên TikTok hiện nay đang là xu hướng. À. Các bạn Gen Z thì các bạn theo rất là nhiều. Chắc phải cho anh đăng ký nha. Dạ. Nghe. Dạ. Rồi, em không biết là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu và ấn tượng về nhau ra sao? Dạ. Tụi em là tụi em ở dưới Bình Thuận. Thì lúc nhỏ là hai đứa ở chung xóm với nhau luôn. À. Thì học chung cấp 1. Sau này thì qua cấp 2 thì vợ của em mới chuyển nhà lên Sài Gòn ở. Thì lúc đó em thì vẫn học ở dưới Bình Thuận. Sau này bắt đầu đi, sau khi học xong đại học thì hai đứa mới gặp lại, bắt đầu mới quen nhau. Thanh Mai chúc mừng. Thanh Mai, oh, trời, hai chị em chào. Rồi. Dạ. Rồi gặp nhau thì như thế nào? Sau đó là đổ mã rồi. Bây giờ là gặp lại. Gặp lại. Dạ. Gặp lại. Đó, gặp lại nhau. Chứ đó biết nhau từ lúc nhỏ rồi. Đúng không? Dạ. Gặp lại, đổ mã hết nè. Thấy cô ấy như thế nào hiểu? Cái thời điểm mà tụi em gặp lại nhau gặp ở lại nhau. Sài Gòn á. Dạ. Lúc mà em bắt đầu lên Sài Gòn á. Dạ. Em gặp lại bạn ấy. Là năm đó tụi em bao nhiêu tuổi? Dạ năm đó là năm 2015. Thì trước đó là tụi em có nhắn tin qua lại với nhau qua Facebook. Ừ. Rồi mới là hẹn nhau ra gặp trực tiếp. Thì lúc đó là 20 tuổi chưa? Dạ lúc đó là 23 tuổi ạ. Ồ, 23. Đó thì cũng chỉ thấy có cổ sao? Anh muốn hỏi là em như em gặp lại cô bạn này em thấy cổ như thế nào? À, lúc đó em chỉ ấn tượng về cái giọng nói. Tại vì như là giọng của vợ em rất là vang và nghe rất là nghe là mình nghe lần đầu là mình ấn tượng về cái giọng nói vậy. Nhưng mà anh hỏi Hiển nè, lúc mà nhỏ mà học chung ở dưới quê á. Dạ. Em còn nhớ không? Em có để ý cô này không? Em cũng không để ý nữa. À. Thì sau này thì là gặp lại thì mình lúc đầu mình cũng chỉ nói chuyện kiểu bạn bè với nhau thôi. Ừ. Thì nói chuyện với nhau một thời gian bắt đầu mới có tình cảm, chứ lúc mới đầu nhắn tin ra thì cũng kiểu bạn bè hỏi thăm nhau vậy thôi. Ừ. Còn em thì hồi nhỏ em không thích ảnh. À. Đơn giản là tại vì ảnh chơi chung một nhóm thanh niên mà theo em thì đó là thành phần khá bất hảo. Thanh niên thì nói nhỏ nhỏ với bạn nhỏ nhỏ chơi với nhau á. Mà em thì em không thích kiểu vậy, em là người rất là chỉnh chu bài bản, đâu đó đàng hoàng lắm. Cho nên thành ra anh trời ơi mặc định rồi, bạn này bà bán chơi mấy người này là thôi, yeah, không đụng tới. Dạ. Sau này thì cái lần đầu tiên mà tụi em gặp mặt với nhau là do là em làm bên quảng, ngày xưa là đi làm bên quảng cáo á, là bên Nestle, rồi anh cũng đi làm vậy luôn. Cái quen có những mối quan hệ chung, xong hai đứa nhắn tin, thì anh mới đưa số điện thoại ảnh, thì gọi cà phê thôi, nghe cái gọi điện nói, trời giọng đâu man dữ trời. Ủa bạn mình hồi xưa hả? Thế là mà không có hình dung được. Rồi hai đứa gặp nhau ở Country House ở đường Phan Văn Trị sau đúng 12 năm luôn. Tại vì tháng 9 năm 2003 là nhà gia đình em chuyển vào Sài Gòn để lập nghiệp.
đó, thì là không có liên hệ với nhau. Nhưng cũng có một cái điều thắc mắc là khi mà em quen anh mối tình đầu của em á, thì ảnh cứ lướt Facebook, nhưng mà cứ tới cái hình của em với chụp với anh đó là ảnh cứ phóng to ra. Em cũng không biết làm sao nữa, định mệnh nào nữa. Rồi đây á, bạn này hả? Dạ đúng rồi. Ồ, sao lạ vậy? Một luồng điện nào chăng? Dạ, em cũng không, xui không. Dạ đúng rồi, là lúc đó mặc dù mình không có là không có ý gì hết, nhưng mà mình cứ vô mình lướt qua rồi mình thấy, rồi mình vô mình coi tất cả các hình là em coi hết. Không phải lúc đó mình có tình cảm hay có gì hết, nhưng mà tất cả các hình bạn chụp với bạn kia em đều có nghĩa là vô tư thôi. Vô tư thôi. Dạ. Thì cái thời điểm mà hai đứa em gặp lại như vậy á, thì cũng là em vừa chia tay được mối tình đầu của mình gần một năm, còn ảnh cũng vậy luôn, ảnh cũng là mối tình đầu luôn, nên thành ra là hai đứa thì chia sẻ với nhau. Nhưng em lại có một cái suy nghĩ khi em gặp ảnh về, em rất là quý, và cái chữ thương nó đến trước chữ yêu. Em quý cái điều gì với người bạn này? Em thương ảnh trước, em thương ảnh là cái hoàn cảnh gia đình, và đồng thời là cái sự nỗ lực cố gắng của ảnh khi mà là một người con trai duy nhất trong gia đình và kéo gia đình ra khỏi những cái khó khăn. Đồng thời là cái cách sống của ảnh, ảnh làm cho công ty Nhật mà, cho nên cái cách sống của ảnh là đúng giờ, nề nếp đâu đó đàng hoàng, và cách cư xử với em nó rất là nhẹ nhàng và rất là dành một sự tôn trọng, rất tôn trọng em. Khoan, cái đó là cái giai đoạn mà mới gặp lại, mới gặp thôi đó. Ảnh đã làm cho một công ty rồi. Là em cảm thấy rất là an tâm. Đến bao lâu thì em cảm nhận ở người đàn ông, ở người con trai đồng hương này với những cái đức tính đó? Dạ, ngay lần đầu tiên em gặp, nói chuyện xong là em gặp, tại vì em là một người có trực giác rất là nhạy. Em gặp là cứ một cái gì đó nó thôi thúc mình, em lại sợ, tại vì cái mối tình đầu thất bại rồi và mình quá đau rồi, tại vì mình sống quá chân thành đi, cho nên thành ra là em mới cân nhắc, nó là không có tiến tới được đâu, tại vì bạn này rất là hiền và rất là đàng hoàng tử tế, mình giữ cái là bạn là tri kỷ mà còn bên nhau, còn nếu như lỡ có yêu nhau rồi thì lỡ đâu sau này lại chia tay nữa thì em mất đi một cái mối quan hệ tốt ở trong xã hội. Mình nói nhỏ với lòng mình vậy thôi, với lại em cũng không có muốn là nhảy vào bất kỳ một cái cuộc tình nào để làm cho ai phải đau khổ hết, vì những gì mình đã trải qua thì mình không muốn người khác phải bị như vậy. Dạ. Nhưng mà trước đó em có theo dõi Facebook của anh không? Dạ, em cũng không để ý lắm. Dạ, tại vì em rất là bận. Trong cái giai đoạn đó thì chỉ bôn ba đi kiếm tiền thôi ạ. Cô này á là xuất phát từ quý, thương rồi mới yêu. Vậy thì Hiển thì sao? À, em thì trong cái lúc mà hai đứa có nói chuyện với nhau lúc chưa quen á, thì có tâm sự với nhau về cái cách sống và cái cuộc sống mà mình muốn hướng đến sau này khi mà gặp cái người mà mình muốn kết hôn á. Tức là sau này cuộc sống mình sẽ là trải nghiệm nhiều hơn. Thì từ đó bắt đầu thấy xong hai đứa mình cũng có những cái điểm chung, cũng có những cái quan niệm sống chung giống nhau. Bắt đầu lần cái là nó tình cảm nó đến hồi nãy cũng không có hết luôn. Dạ. Nhưng mà là Hiển. Nhưng mà thời gian mất bao lâu để tụi em cảm nhận là tụi em đã yêu nhau? Dạ, em lúc đó chắc cỡ 5-6 tháng gì. Dạ. Tại vì cái lúc mà tụi em bắt đầu nói chuyện với nhau là khoảng tháng 5. Dạ, đúng là tháng 5 là. Tháng 5 mà chính thức là đi gặp là tháng 9. Tháng 9. Thì đâu đó tới khoảng tới cuối năm là tụi em chính thức là quen nhau luôn. Dạ. Cô này là sợ là tình yêu đến, đúng không? Dạ. Là rất là sợ bị trục trặc nữa. Vậy thì có nghĩa là lúc mà hai đứa bắt đầu tìm hiểu nhau đó. Dạ. Thì cái lần đầu tiên mà trao cái nụ hôn đầu tiên đó, là nó có dễ dàng không? Hay dạ. Nó khó khăn? Trước khi đến với cái nụ hôn đó, thì em nói rõ nguyên nhân tại sao em chọn. Vì anh chở em ở phía sau lưng á, thì hai đứa đi chơi với nhau thôi, mà cái lúc đó em hơi mệt thì em tựa lên cái vai của ảnh, rồi em để buông cái tay và chỉnh ba ga, nhưng mà mình cảm giác là bất giác người đàn ông này mang lại cho mình cái cảm giác nó bình an đến lạ lùng mà không có gì có thể diễn tả được. Không hiểu tại sao như vậy. Xong bắt đầu cái bạn này bạn mới lén lén vẫn nắm tay em, vẫn bỏ vô cái túi áo của bạn. Dạ. Rồi từ đó tim em tự nhiên tim em nó văng ra ngoài luôn rồi. Và nhiều rất lần là khỏi lồng ngực. Dạ đúng rồi. Nhiều lần mình muốn từ chối và mình muốn đưa ra đầy đủ những cái lý do, nhưng bây giờ là con tim không có nghe lý trí. Không còn lý do nào. Dạ đúng rồi, không còn lý do nữa rồi. Sao nữa? Dạ. Thì hai nhà thì hồi xưa đã ở gần nhau, ba má ảnh cũng có đi làm cho ba má em rồi đó. Biết nhau hết trơn à. Cho nên là bà nội em cũng ở gần nhà ảnh cách đó khoảng 150m thôi à. Đó. Cho nên thành ra là ảnh hay qua nhà nội em chơi. Thì hôm đó là Tết á, thì hôm đó là mùng 2 Tết thì ảnh có nhắn: Thúy, em về dưới nhà ngoại anh chơi nha, mấy dì nhắc em dữ lắm. Kêu chết rồi, chưa có gì hết, mới có mấy tháng à. Tôi mới có yêu đương xác nhận đây ngày 8 tháng 2 là 2016 là xác nhận yêu đương thôi. Bây giờ dắt về rồi. Đây là dắt về thì mấy dì mới test bằng hai món ăn, là cái món hành phi với cái món bánh phồng tôm chiên.
Thế may quá là biết nấu ăn, cho nên là em đã may mắn là vượt qua được cái cửa đó. Rồi sau đó thì bắt đầu có cái nụ hôn đầu. Ở đâu? Làm, là ở nhà, đêm đó là khuya lắm rồi, chồng kể. Sao hãy kết lại đi con. Dạ, sau đó là lúc cũng giai đoạn Tết á, là vợ em về dưới nhà nội của vợ em để chơi và ăn Tết luôn. Thì tự nhiên lúc đêm đó thì hai vợ chồng mới là nhắn tin với nhau. Lúc tới 12 giờ đêm khoảng cũng trễ rồi. Xong tự nhiên cái không biết sao em mà đi vô nhà ông nội của Thúy. Lúc đầu hai đứa ngồi trước nhà đó nói chuyện với nhau, nói cái cũng tới 2 giờ khuya á. 2 giờ 3 giờ sáng. Cứ ngồi nói vậy á. Đổ thừa ma dắt. Rồi lúc đó bắt đầu mới là cái nụ hôn đầu tiên của hai đứa là cũng lúc đó luôn. Ở nhà nội. Dạ. Nhà là nó khoảng dắt mấy em, khoảng dắt 1 giờ. Dắt 1 2 giờ đêm á. Dạ, gần 3 giờ. Còn dạ. Có mũi cắn không? Dạ không, chẳng biết mũi là mũi nó cắn cũng kệ nữa, cũng đâu có ngứa đâu đúng không? Dạ. Tại sao cái cảm giác mà cái nụ hôn đầu tiên của hai đứa nó như thế nào? Dạ. Rõ ràng là mình bây giờ để em hỏi ngược lại đi. Dạ. Cái nụ hôn đầu tiên của anh sao anh kể đi là em đi chăng? Thôi đi trời ơi. Không phải cái nụ hôn của em là nụ hôn ban ngày. Còn đây là nụ hôn khuya. Nụ hôn khuya và giữa đồng không mong mạnh như vậy nữa. Đồi nào trong nhà nội mà. Đậu ngồi trước sân. Trước cổng luôn á. Cổng, cổng đóng lại rồi thì hai đứa ngồi trước cổng. Đó. Trước cổng nhà nội. Dạ. Ngoài đường. Dạ. Cái cảm giác nó làm sao? Dạ. Quên đi tất cả mọi thứ xung quanh đang diễn ra, như thời gian, không gian, mọi thứ nó dừng hết lại rồi. Đó. Lúc đó là chỉ có là ui, mình tìm được người mà mình thương rồi. Chân ái rồi. Dạ, chân ái rồi, tại vì cũng có mối tình đầu rồi, cũng từng yêu. Tất nhiên là cũng từng hôn người khác nhưng nó rất là khác. Cái nụ hôn này nó không cần phải quá là bài bản sách vở, nó không phải là kiểu pháp hay là một cái kiểu truyền thống hay là gì đó, nó đơn thuần chỉ là một cái cảm xúc mà cả hai người cùng hướng về với nhau vậy. Cộng hưởng đó. Dạ, sự cộng hưởng. Dạ. Hiện cũng có một cảm giác như vậy đúng không? Dạ đúng rồi, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy như là mới ngày hôm qua. thì đây là dịp để cho các bạn nhắc lại và gợi nhớ lại cái nụ hôn đầu tiên. Dạ. Mà nụ hôn đó là cách đây bao nhiêu năm rồi? Dạ cách đây năm 2023, năm nay 7 năm. 2015 à, đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, 2016. Thì 6-7 năm. Đó, rồi bao lâu thì mới đám cưới? Kể từ cái nụ hôn đầu tiên đó, tính từ cái mốc đó. Dạ. Dạ để chắc là em kể luôn cái hành trình mà tụi em, tức là khi mà hai đứa xác định quen nhau thì em đang làm một cái công việc là đi công tác theo tuyến dọc, là từ Cà Mau lên Mũi Hà Giang, đi theo đường biển và đường biên giới. Để đi bán hàng thì có một chiếc xe 7 chỗ, xong rồi đoàn ngồi lên đó rồi cứ đi tới các cơ quan bán hàng vậy đó. Thì ảnh đang làm cho công ty Nhật Bản về ô tô, thì em mới nói anh nghỉ việc đi, đi với em. Thế là hai đứa đã hoàn thành được cái điều mà hai đứa nói trước đây, là tụi mình sẽ cùng nắm tay nhau đi hết dọc đường biển Việt Nam. Thì là tụi em đi cũng gần hết 63 tỉnh thành và trải qua cũng gần một năm chinh chiến, em vừa làm kiếm tiền mà vừa du lịch, rồi vừa làm những cái công tác, những cái câu chuyện nó ý nghĩa cho mọi người, cho các bé. Và cứ thứ hai tới thứ sáu thì đi làm, thì thứ bảy chủ nhật lại đi khám phá hết vùng đất này tới vùng đất khác. Và chính những điều lúc đó thì hai đứa em bắt đầu hiểu nhau hơn rất nhiều. Và khi đi với nhau đồng hành được 3 tháng thì anh quyết định là gọi điện về nhà xin cưới. Anh kể câu chuyện anh xin cưới với má. Xuống cái nghỉ liền luôn vậy hả? Đang làm cho mỗi công ty của nước ngoài. Trời ơi, gặp tôi cũng nghỉ nữa. Vậy chú nghỉ đi. Nhưng mà cái công việc nghề nghiệp là sao? Tại vì đúng không? Cái lúc nghề đó... nghiệp đó, người mà giỏi á, tìm đâu cũng được việc hết. Vấn đề ở đây á, là chú được đi phượt 63 tỉnh thành đất nước. Mà chú đi với ai? Chú đi với người chú yêu. Mà chú đi vậy chú có mất tiền không? Không chú mất. Đi kiếm tiền luôn. Tôi hỏi chú chứ phải chọn thôi. Thì bởi vì phải hỏi thì mới biết là Hiển có nghĩa là tại sao lại quyết định coi như là nghỉ việc đột xuất liền. Dạ. Nhưng mà khi em nghĩ em có sợ không? Dạ không, tại vì thật ra em cũng có suy nghĩ nhiều. Thì lúc cái công việc đó thì cũng lúc em mới vừa ra trường, là cũng công việc đầu tiên khi mà mình đúng ra rồi. Trường thì mình làm cũng đâu đó được gần được một năm, thì cũng đang cái giai đoạn đó mình cũng muốn là chuyển việc. Thì trùng hợp á thì vợ mình rủ đi á, ok đi thì đi luôn. Thế là hai đứa cứ vậy là cứ đi hết khắp các tỉnh, đó cũng hơn một năm á. Rồi vì lý do là sao mà mới 3 tháng mà em đã quyết định là cưới rồi? Kể câu chuyện điện thoại về cho má. Dạ. Thì lúc đó em có điện về, em nói là má ơi, chắc là tụi con sẽ cưới trước, tại vì nhà em còn có chị hai nữa. Mà chị hai thì chưa cưới chồng.
Thì nhà thì cũng gọi là cũng hoàn cảnh, tại vì nhà em có má và là chị hai thôi. Thì em mới nói là thôi bây giờ con sẽ cưới trước á. Thì con nói là dự tính là tới đâu cuối năm 2017 thì con sẽ cưới. Là lúc đó năm 2016 á. Đó, thì má nghe má cũng bất ngờ, chị hai cũng bất ngờ luôn. Kêu trời, đùng cái là tự nhiên cái nghỉ việc xong rồi đi đi tỉnh này tỉnh kia, đi long bông vậy, không biết là tiền bạc đâu cưới. Đó. Thì không, bây giờ quyết định là vậy, cứ quyết định chốt cái khoảng thời gian trước là bắt đầu mới đi kiếm tiền, rồi cứ xoay sở nhau. Rồi. Thì cái giai đoạn mà tụi em quyết định dừng lại á, là ngay tại quê hương đất tổ của hai đứa luôn, đó là khu vực Thăng Phước, Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Lúc đó là tụi em về đó để thăm gia đình, và em là quê gốc của em á, là ở Hiệp Đức, còn ảnh là ở Tiên Phước. Gốc ảnh là Tiên Phước, Hiệp Đức là sát bên nhau luôn, cái duyên là nó lạ như vậy luôn, tức là gốc gác không đã là có như vậy rồi. Thì thành ra là anh nói thôi em dừng lại được rồi, đi về, về với anh. Cái là hai đứa nắm tay nhau đi về thôi. Lúc đó thì cũng không còn gì trong người hết, cũng còn có tiền, nhưng mà tiền thì trước đó gửi về gia đình rồi này kia, thì bản thân mình cũng không có, chứ mà làm tới đâu thì xài tới đó. Dạ, không có xem trọng vấn đề đó, vì đơn giản là mình ba má anh lo cho đi học gần ấy năm rồi, thì mình giúp được cho gia đình cái gì thì mình giúp. Thôi về hai đứa mượn 800.000 tiền trọ của bạn thân của ảnh, rồi ảnh mới ra ở trọ riêng đó. Xong rồi tụi em bắt đầu từ những cái công việc đầu tiên là đi làm văn phòng, rồi sau đó thì em có đi bán kim chi, bán sim, em nói chung em làm đủ thứ nghề hết, và bên cạnh đó là em làm trợ lý giám đốc cho một tập đoàn đa quốc gia nữa. Tức là cứ sáng ban ngày làm văn phòng, ban đêm thì em đi cày, đi bán này bán kia. May mắn là có ảnh đồng hành hỗ trợ, rồi gom góp cũng hơn được hơn 300 triệu, thì lo cuốn chiếu, là cứ xong cái nào thì chụp hình xong thì mình đi mua nhẫn cưới. Cái tâm nguyện của hai đứa là xuất phát từ một cái gia đình hoàn cảnh, nó anh cũng hoàn cảnh, mình cũng hoàn cảnh, nó không may mắn được như nhiều người là có quý nhân hay có ai đó giúp đỡ, bản thân mình phải tự xông pha, nên là ra là tụi em không có muốn ba má phải buồn hay là ba má phải bận lòng hay lo lắng, và cứ giữ mãi cái điều đó để rồi hai đứa cứ nắm tay nhau mà cố gắng thực hiện ước mơ của mình thôi. Nhưng mà là trước ngày cưới thì có một cái có sự cố gì xảy ra không? Dạ, cũng có một cái sự cố là cũng dấu ấn. Tại bên bên đạo á, thì trước khi mà làm đám cưới á, thì phải đi học giáo lý. Thì vợ em là bên Tân Tòng, cho nên là sẽ học trong 6 tháng về vợ chồng và giáo lý hôn nhân. Thì trong cái thời gian đó thì có bị một cái sự cố là bị té cầu thang, thì cái chân bên đây đi gọi là đau á, cho nên là, nhưng mà mình đi học thì bên nhà thờ phải leo lên tới lầu 3, lầu 4. Thì cũng cố gắng đi trong mấy tháng trời như vậy á. Em hay vợ em bị? Dạ, vợ em bị. Rồi thêm một cái sự cố nữa là trước cái đêm mà khi tụi em từ Sài Gòn về dưới quê là ngày 26 tháng 10 để làm cái lễ trong nhà thờ á, thì trong quá trình đi về thì hai đứa bị tai nạn xe. Thì lại bị vợ em lại bị cái chân, mà cái chân đau đó lại đập xuống dưới đường lần nữa, tái phát. Dạ, là lúc mà làm lễ trong nhà thờ ngày hôm sau đó là chỉ có đứng thôi chứ không có quỳ được luôn, tại vì lúc đó cái chân đau quá rồi. Dạ, làm lễ xong là cái váy nó dính máu luôn hả? Và cái điều mà nhưng mà khi mà mình trải qua được những cái điều đó thì nó chắc là muốn thử sức mình. Mà cũng trước đó mấy ngày đó là nhà anh có cái tivi rất đẹp, ăn trộm vô lấy luôn, lấy luôn. Tám ngày cách ngày cưới có 8 ngày à, là ăn trộm vô lấy luôn cái tivi. Nên là trong nhà lấy đồ sạch hết á. Trời ơi, coi như ông trời thử hai đứa em thử thách đó. Coi như là từ con số 0, từ tay trắng để coi là có vượt qua được hay không á. Bây giờ là vượt qua mà ngoạn mục luôn, đúng không? Đúng rồi. Ghê thiệt chứ. Nhưng mà coi như là qua giai đoạn khó khăn chắc có lẽ là sẽ được bù đắp, chắc là đám cưới cũng lời, đúng không em? Dạ, nói trắng ra, nói thẳng ra luôn là đám cưới của hai đứa thì gần 1.000 khách. Gì dữ vậy? Cái gì kinh hoàng. Dạ, đám cưới lớn mà. Em đã với quê đúng không? Nhất là bên dòng họ hai bên thì cũng đông. Là đám của em dưới quê và đám trên vợ em thì trên Sài Gòn là cũng đông rồi. Tại dưới quê mình thì có ngôn tục là tất cả quen biết gì là mời hết. Mời qua mời lại nhau, cho nên là đám nhà em không là cũng gần 50 bàn. Dạ. Đó, là bên vợ em thì cũng gần 50 bàn nữa. Hai cái đám cưới. Dạ. Đám nhà gái và đám nhà trai. Thôi nói chung là trước khi đám cưới các bạn đã có quá nhiều thử thách nó đến các bạn, nhưng cuối cùng các bạn đã vượt qua để mà có được hạnh phúc. Rõ ràng đó là hạnh phúc là một lựa chọn. Ngon. Hay ngon không? Ngon. Bây giờ là tới cái phần không ngon nè. Không ngon. Thì lá nói thật. Cố tật. Còn những tật xấu mà cần phải hoàn thiện nè. Mà đúng tiếp không? Theo lời của dì Dân là có cái gì ở hiện mà chưa ngon. Dạ.
cần phải sửa để ngon hơn. Dạ. Trước khi em nói về câu chuyện là xấu thì em có một cái điều muốn chia sẻ là nhân dịp chương trình này và kỷ niệm đúng 5 năm ngày cưới, và em nghĩ rằng là chắc là đúng tháng 11 thì chương trình này sẽ được phát sóng. Ừ. Đó cũng là ngày, đó cũng là năm nay là về kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Ừ. Với nhiều cột mốc rất là đặc biệt. À, cô con gái của em vừa tròn 2 tuổi. Ừ. Và cho đến thời điểm hiện tại đúng như cái ý nghĩa của chương trình. Thật ra khi em đến với chương trình em không có biết cái ý nghĩa của chương trình là như vậy, nhưng mà thôi sao nó đúng với gian như vậy, bởi vì đến cho đến thời điểm này sự lựa chọn này với em là chính xác nhất trong cuộc đời. Bởi vì người ta luôn nói em may mắn khi có được một người chồng toàn diện. Em phải dùng từ là toàn diện. Dạ. Bởi vì anh luôn là người cho em năng lượng. Là bờ vai. Mỗi khi mà em, tại vì em là người sống rất là tình cảm, yêu thương thôi. Và đôi khi thì chính mình cũng gặp nhiều cái trắc trở trong cuộc sống, vì những người mà họ thiên về tình cảm này kia thì họ khổ tâm lắm. Nhưng mà anh giúp em vực dậy, đặc biệt là cái thời điểm mà em sanh bé cũng vậy. Anh luôn kề vai sát cánh và anh chăm lo cho con còn khéo hơn em rất nhiều. Một tháng 20 ngày là em đã phải đi làm lại. Thì trong mỗi giai đoạn mình đều có những cái sự lựa chọn. Và em luôn bị ảnh luôn chiều, hoặc là em luôn nghĩ ảnh là thực sự dựa vào ảnh, mình yên tâm đến vô cùng luôn. Cho nên em nói thiệt là ảnh không có điều gì đến cho đến nay em phải buồn hay là gì cả. Còn để mà chia sẻ về tật xấu thì hai vợ chồng cứ ngồi suy nghĩ hoài. Thì em cũng chia sẻ thêm chút xíu, đó là ông xã khó tính. Dạ, ông xã khó và hay tự cô lập bản thân trong cái sự khó đó. Và khi khó lên thì sẽ hơi nóng một chút. Hả? Mà nóng thì thể hiện như thế nào? Dạ, nghiêm mặt luôn, không thể hiện bằng cảm xúc ngoài mặt luôn. Lâu lâu chỉ bộc phát nói một hai câu thôi là dần. Anh kiểm soát được cái cảm xúc của bản thân là như vậy. Nhưng lúc đó đừng bao giờ ai đụng vào. Và ban đầu thì em hay bị nương theo cái cảm xúc đó của ảnh. Khi xảy ra một cái điều gì đó mà ảnh không hài lòng, tại vì ảnh là người theo chủ nghĩa hoàn hảo và rất là ngại rủi ro. Bất kỳ một cái kế hoạch nào, kinh doanh nào hay là một cái gì mà em đặt ra thì ảnh luôn đi vào cái trọng tâm là gì? Rủi ro là làm sao? Đó, là như vậy. Thì cái nào nó cũng sẽ là có tính hai mặt. Thế là tóm lại là khéo quá. Trước khi kể xấu chồng, đưa ổng lên mây. Đó, sao ví dụ như có nói chút xíu. Đúng rồi, có rớt thì rớt lưng chừng chứ cũng chưa xuống tính. Đất. Nói tóm lại, khó tính. Dạ. Nóng tính. Dạ. Hai cái. Dạ. Còn cái gì nữa không? Dạ hết rồi. Có em... thích game không? Có thích chơi game không? À có một cái, anh hay lướt video, lướt TikTok, nhưng mà tại vì chắc là tội nghiệp hay sao, rồi bản thân vợ đi dạy, còn chồng thì lướt xem rất là nhiều. Không em, cái đó là nhiều người bệnh lắm. Có vậy ạ? Nhiều người bệnh. Không phải thật xấu. Dạ. Chỉ có là khó nè. Dạ. Khó, rồi thành ra là hơi nóng. Dạ. Thì ví dụ như là bỏ được hai cái này là coi như là hoàn hảo. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đúng không? Đúng không? Và đó là điều em mong muốn chồng thay đổi, đúng không? Đúng không? Nói về mà anh khô khan không lãng mạn thì được không? Được. Được, quá được. Trời ơi, cái đó mới là tật xấu đó em. Tại cái đó mới là cái tật xấu. Trong không nhóm... phải tật xấu mà là chưa hoàn hảo. Thì bây giờ chị nói chưa hoàn hảo nhưng chương trình đó là tật xấu. Trong một nhóm á, là có ba người bạn chơi với nhau từ thời đại học. Là ảnh, một người bạn nữa, một người bạn nữa. Thì hai người bạn kia thì cầu hôn bạn gái của mình rất ư là lãng mạn. Người thì... ra cô Covid rồi đốt lửa rồi thắp nến hình trái tim, còn người thì mua bánh kem rồi làm quà, làm bất ngờ đồ này kia, là hai bạn đó cầu hôn trước. Xong tới lượt mình thì em cũng đang là tưởng tượng, tại vì mình là con gái khoa văn mà, cho nên mình tưởng tượng ra rất là nhiều những cái cảnh nó lãng mạn rồi thế này thế kia. Nhưng cuối cùng thì anh chỉ cần xe chiếc nhẫn ra, em làm vợ anh nha, hết. Con nói trời ơi, bây giờ không lẽ nói gì vợ cái ủa bộ có vậy thôi hả? Dạ. Nhưng rồi mà bây giờ, dạ. Em muốn chồng em thay đổi điều gì? Dạ, thì em là người thích ra lãng mạn này, là thích có gì đó nó bất ngờ chút xíu. Yeah. Với lại em, bản thân em thì khi đi ra ngoài khi chinh chiến thì mình kiểu như là mình mạnh mẽ lắm. Nhưng mà về với ảnh thì em là con mèo. Đúng rồi. Nên em muốn là ảnh cho em nhõng nhẽo, chứ để em gái ra không thì giờ con gái chiếm chỗ, ảnh thương gái không à. Đó, thành ra là lòi ra thêm tật nữa là thương con hơn thương vợ. Đó, quan tâm con nhiều hơn quan tâm vợ. Tối với em nhắn tin đi. Anh ơi, hãy coi em là con gái anh. Con gái lớn, hiểu không? Nhắn tin. Đó, thật ra là anh nghĩ là Hiển hiểu là dạ. Những gì mà vợ nói, cũng như là những gì mà vợ mong muốn. Hả? Dạ. Thôi, bây giờ tới Hiển đó. Cô ấy có những cái điều gì mà Hiển chưa hài lòng? Về vợ em thì em chỉ thấy có hai cái nổi bật nhất, đó là những cái bị cảm xúc quá đó.
có một cái vấn đề gì đó thì rất là em thì em thấy con gái mà khóc là em rất là bực, tức là em không có thích cái nhìn cái cảnh đó. Mà vợ em thì lại hay khóc rồi hay kiểu mà rất là bướng á, là cứ thích một cái tính mình thích là phải được, mặc dù em nói cái đó nó không đúng nhưng mà biết là không đúng á, nhưng mà cái lúc đó là vẫn phải theo ý cái đã. Đó, thì có hai cái đó là em thấy vợ em cần thay đổi một chút. Có cái thứ ba nữa là về cái tật là quan tâm người khác nhiều quá. Nhiều khi là mình làm mình quan tâm người khác không phải là vì mục đích vụ lợi hay là vì cái gì, nhưng mà người khác họ nhìn vô có nhiều người họ không hiểu thì họ lại nói này nó có mục đích gì hay không đó. Có nhiều người họ lại có cái cảm giác đó, thì em nghĩ chắc cũng nên tiết chế lại cái đó một chút. Cái này ở trong cái bản gì nè, cái danh từ người ta hay dùng là cái gì? Bao đồng. Bao đồng. Hơi bị bao đồng đúng không? Cũng không hẳn là bao đồng mà kiểu như là quan tâm một cách thái quá, đúng rồi. Khiến đúng cho rồi. Người ta suy nghĩ những cái vấn đề tiêu cực. Dạ, nếu em bạn tốt, tự nhiên độ trên đời này có những người tự nhiên tốt ơi là tốt với mình, tự nhiên cái mình nhận được cái điều đó, cái mình lại suy nghĩ. Đó là hơi bao đồng. Khi mà đi đâu đó thấy một cái vật phẩm hay là một cái gì đó thấy hợp với người này nè, thì bạn có thể mua về tặng cho người đó, tại vì cái này nó hợp với anh, cái này nó hợp với chị, mà thật ra chẳng có cái mục đích hay là một cái gì vụ lợi gì trong đó hết, là mình thấy hợp với người đó và thấy cái này dùng nó là tốt nhất thì mua tặng thôi. Bây giờ em mong muốn giờ em thay đổi điều gì? Cái đó có cần thay đổi không? Em nghĩ là cũng nên tiết chế lại một chút về cái phần nhiệt tình đó. Thứ hai nữa về cái tính cách thì cũng bớt khóc lại, bớt nhõng nhẽo lại, với lại bớt bướng lại thôi. Nhưng mà hồi nãy vợ có nói là mong chồng cho phép vợ được nhõng nhẽo, cho phép vợ được dịu dàng cho nhẹ nhàng. Tại vì em thật ra do em cũng hơi khô khan quá, cho nên là tự nhận luôn đó. em biết cái tật xấu của em là em thực tế quá. Nhiều khi em nghĩ tặng một cái món đồ đó em cũng thực tế nữa. Dù mua một bó hoa hay là mua một chai nước hoa thì em sẽ chọn mua một chai nước hoa thay vì mua một cái bó hoa. Nó sẽ thực tế hơn là sử dụng nó thực tế nào. Nhiều khi em thấy em cũng thực tế quá. Một bên thì khô khan quá, một bên thì ướt át quá. Mỗi bên bớt miếng, bên kia thêm miếng nữa. Thì nó sẽ cái này gọi là bù qua bù lại là què á. Thiệt, bù qua bù lại là què. Anh nghĩ là sẽ được. Cái chuyện em bao đồng á, thực ra cái chữ bao đồng á, mình nghĩ mình nghe thì mình thấy là nó không có tích cực lắm. Nhưng mà thực chất ra đó, nếu mà hiểu kỹ vấn đề á, thì cái tánh đó của vợ em không phải ai cũng có được đâu. Thực sự là đó là một cái tư duy của cái người lãnh đạo, mà lãnh đạo có tâm. Cái đó là thực sự. Đó chứ không phải là ai cũng có được cái tánh đó. Thành ra chỉ có điều là em sẽ chọn lựa cái đối tượng để em bao đồng. Theo chị là như vậy. Bởi vì khi em bung cái sự quan tâm của em cho một đối tượng nào, thì em phải hiểu rằng em sẽ lại được một cái hiệu quả. Tức là cái người đó đủ tốt, đủ để em tin tưởng những điều đó, để lan tỏa cái điều đó cho cái con người đó, người ta lan tỏa tiếp. Còn nếu em chọn không đúng đối tượng thì người ta sẽ nói em là ôi, làm ba cái chuyện rùi bu, hay là muốn lợi dụng tôi gì hay gì. Thì em chỉ cần chú ý cái đó thôi. Còn cái tánh đó em đừng bỏ. Ở cái xã hội này mà nhiều người có cái tánh như bạn này thì chắc chắn là nó sẽ tốt hơn rất nhiều như bây giờ. Đó, theo chị là như vậy. Chỉ có chọn lựa thôi. Đó, chính nghe không? Đúng không em? Dạ, đúng rồi. Còn em á, làm ơn làm phước lãng mạn giùm tôi một chút đi. Đúng không? Vì sao? Có vợ nè, mong muốn cái điều đó mà lại có con gái nữa. Thành ra là em phải nhớ sau này nếu con em mà nó gặp được một cái người chồng mà biết chăm sóc, biết lãng mạn với con mình sướng như vậy, đúng không? Vậy thì em cứ nghĩ cái cảm xúc của mẹ bé này là ba bé này khi mà thấy em lãng mạn với bạn này, đúng không cưng? Dạ đúng rồi. Xin cảm ơn các bạn. Thông qua chương trình thì em có mong muốn cho chồng em một chút xíu nữa về cái thay đổi đó. Em mong là anh sẽ luôn tự tin vào chính bản thân mình, bởi vì em biết là cái sức của anh sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa. Cứ tự tin mạnh dạn và đừng bao giờ đợi hoàn hảo thì mới làm. Cứ làm đi, hai đứa mình đồng hành với nhau thì chắc chắn em nghĩ là chuyện gì rồi mình cũng vượt qua hết. Đưa cái tay qua. Rồi, ôm hôn luôn cũng được.